Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 25 tháng Giêng chỉ trích Hoa Kỳ gây rắc rối và khiêu khích sau khi Hải quân Hoa Kỳ đưa tàu chiến đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm kể từ cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Đài Loan. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tháng, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm nói, phản ứng của Trung Quốc trong việc xua đuổi tàu Mỹ là chính đáng, hợp lý và kiềm chế một cách chuyên nghiệp. Ông Ngô nói thêm rằng, quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động quân sự có liên quan quanh eo biển Đài Loan một cách thường xuyên như một phần của quá trình huấn luyện, trong lúc các nhà phân tích dự đoán sẽ có các cuộc tập trận thường xuyên trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Đài Loan Lại Thanh Đức vào tháng 5 năm nay. Về kế hoạch của Philippines tăng cường xây dựng tại quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, ông Ngô cáo buộc Manila vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và thực hiện các hành động khiêu khích ở Biển Đông, trong khi cấu kết với các cường quốc bên ngoài. Về tranh chấp biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, ông Ngô cho rằng căng thẳng biên giới là vấn đề còn sót lại từ lịch sử, chứ không phản ánh toàn bộ quan hệ Trung Ấn, đồng thời cho rằng việc New Delhi gắn vấn đề này với quan hệ song phương là không khôn ngoan và không phù hợp. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cảnh báo trong cuộc họp báo ở Đài Bắc hôm 25 tháng Giêng rằng họ dự kiến Bắc Kinh sẽ có những động thái gây áp lực với Đài Loan trước lễ nhậm chức sắp tới của Tổng thống mới đắc cử. Ông Diaz-Balart và ông Berra là nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Đài Bắc kể từ khi ông Lại Thanh Đức, hiện cũng là Phó Tổng thống Đài Loan, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 13 tháng Giêng năm nay. Phát biểu với các phóng viên, ông Berra nói, ông dự kiến Bắc Kinh sẽ có hành động nào đó đối với Đài Loan trước khi ông Lại nhậm chức vào tháng 5. Ông Berra kêu gọi Bắc Kinh đi một con đường khác để duy trì hiện trạng. Hoa Kỳ là nước cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất cho Đài Loan, mặc dù thiếu quan hệ ngoại giao chính thức. Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng hỗ trợ Đài Loan, và vấn đề này thường xuyên gây khó chịu trong quan hệ Mỹ-Trung. Ukraine sẽ làm mọi cách có thể để có được một cuộc điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay vận tải quân sự của Nga, theo lời Thanh tra Nhân quyền của Ukraine tuyên bố hôm 25 tháng Giêng, một ngày sau khi Moscow cáo buộc Kiev cố tình bắn hạ chiếc máy bay mà Moscow nói là chở tù nhân chiến tranh người Ukraine. Thanh tra Dmitro Lubynets nói với đài truyền hình quốc gia rằng, chúng tôi yêu cầu phải có một cuộc điều tra quốc tế mà mọi người công nhận. Đồng thời cho biết thêm, ông sẽ gửi thư tới Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi một cuộc điều tra như vậy. Nga nói chiếc máy bay quân sự Ilyushin Il-76 đang trên đường chở 65 binh sĩ Ukraine đi trao đổi tù binh thì bị bắn rơi hôm 24 tháng Giêng gần thành phố Belgorod của Nga, gần biên giới Ukraine, khiến toàn bộ 74 người trên máy bay thiệt mạng. Kiev không tin những gì Moscow tuyên bố và chưa xác nhận việc có mặt các tù binh Ukraine trên chiếc máy bay lâm nạn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tối 24 tháng 1 nói cần phải làm rõ hơn những gì đã xảy ra, đặc biệt là về những ai có mặt trên máy bay. Ông đồng thời cáo buộc Nga đùa giỡn với sinh mạng của các tù binh Ukraine. Nga nói vụ bắn hạ máy bay là một hành động khủng bố. Hôm 25 tháng 1, Điện Kremlin cho biết ở giai đoạn này, không ai có thể nói vụ việc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc trao đổi tù binh trong tương lai. Ông Donald Trump dẫn trước Tổng thống bên đảng Dân Chủ Joe Biden 6 điểm phần trăm trong một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos, cho thấy người Mỹ không hài lòng với cuộc tái đấu khi cả hai ông đang vận động tranh cử Tổng thống Mỹ thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Cuộc thăm dò toàn quốc với 1.250 người trưởng thành ở Mỹ cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden là 40% so với 34%. Số còn lại không chắc chắn hoặc định bỏ phiếu cho người khác hoặc không bỏ phiếu cho ai. Cuộc thăm dò có sai số là 3 điểm phần trăm. Điều đó thể hiện một thắng lợi cho ông Trump sau khi cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được tiến hành hồi đầu tháng này cho thấy ông và ông Biden ngang nhau. Trong lúc ông Trump dễ dàng đánh bại đối thủ chính duy nhất còn lại bên đảng Cộng hòa của ông là bà Nikki Haley, khoảng 67% số người trả lời trong cuộc thăm dò từ ngày 22 tháng Giêng đến 24 tháng Giêng cho biết họ chán ngấy khi thấy các gương mặt cũ trong cuộc bầu cử Tổng thống và muốn có một luồng gió mới. Tuy nhiên, chỉ 18% cho biết họ sẽ không đi bầu nếu ông Trump và ông Biden tái đấu. Các cử tri tiềm năng mà Reuters nói chuyện đã bày tỏ sự thất vọng với cuộc tái đấu Trump-Biden ngày càng có khả năng xảy ra, nêu lên trong một số trường hợp, tuổi tác của hai ứng cử viên này là một yếu tố. Bà Alicia Lowenstein, cư dân Orlando, bang Florida nói, "Tôi muốn có một tổng thống mới, một khuôn mặt mới." Trong khi đó, bà Danielle Vincent, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Furman nói, "Việc ngắn ngẩm hai ông Biden-Trump là rất thực tế. Bản thân hai ứng cử viên này dường như đã sẵn sàng cho một cuộc tái đấu sau chiến thắng liên tiếp của ông Trump ở Iowa và New Hampshire. Tòa Bạch Ốc coi ông Trump là một đối thủ có thể bị đánh bại, còn ông Trump thì tức giận vì bà Haley chưa chịu rời bỏ cuộc đua của Đảng Cộng Hòa ngay tức thì." Tàu đổ bộ lên mặt trăng của Nhật Bản hạ cánh chính xác trong phạm vi 100 mét cách mục tiêu, theo cơ quan vũ trụ loan báo hôm 25 tháng 1, sau khi Nhật trở thành quốc gia thứ 5 đưa tàu vũ trụ lên mặt trăng với việc hạ cánh của tàu thăm dò Slim hồi cuối tuần. "Tôi tin rằng chúng tôi đã đạt được điều mà trước đây chưa ai có thể làm được, chứng minh rằng mình có thể hạ xuống ở nơi mình muốn, thay vì chỉ hạ xuống ở nơi mình có thể." Cuộc hạ cánh có sai số dưới 100 mét của Slim vượt xa con số chính xác thông thường là vài km đối với các tàu đổ bộ mặt trăng. Nhật Bản hy vọng cuộc trình diễn cái mà họ gọi là cuộc đổ bộ lên mặt trăng chính xác sẽ hồi sinh một chương trình không gian đang tìm cách vượt qua những thất bại khi nước này chuyển sang nắm giữ vai trò lớn hơn trong không gian bằng cách hợp tác với đồng minh Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc.